Gì vậy? Anh. Trời ơi, anh. Cái gì nói? Anh đang em coi âm đói bụng. Chị nó mía à. Giờ này gà đâu ăn? Ủa nó ăn gì vậy? Gà nè. Bây giờ em có món này anh ăn không? Món gì? Nhưng mà anh phải ăn với em nha, anh không cho mập nha. Anh một mình lại mà không ăn đó. Nhưng mà nó có tinh bột không? Quay cái bụng chi? Nhưng mà tinh nó bột. Có tinh bột là gì với gì? Cơm, gạo, rồi bắp, rồi bột rồi đó. Không, rau. Ăn gỏi. Ăn gỏi à? Đúng, gỏi gì? Gỏi khô bò đen. Tên là gì? Ở Sài Gòn mới có đó, đừng giỡn. Phải không? Thiệt, ở Sài Gòn mới có. Nhưng mà nó ngon không? Chưa ăn sao biết, em muốn ăn đâu biết. Thử coi, hôm nay thèm rồi. Giờ này nửa đêm người ngủ ngặt quá. Ừ. 11 giờ mấy rồi nè. 11 giờ mấy rồi đó. Chơi đi, hậu quả tính sao. Ok. Ăn đi. Ăn nhiều cho mập. Ê, anh bự quá ngọt hết. Nhưng mà cái này là cái gì vậy? Em mua cái chỗ người ta bán là gỏi khô bò đen. Gỏi khô bò đen. Tên đầy đủ nó là gỏi đu đủ khô bò đen. Đây thì mình đặt mua là nó phân cái bịch ra cho mình như vậy luôn nè mọi người. Nó cái này nước mắm hả? Này nước sốt đó. Ủa sao bịch nước sốt của anh với của em nó khác nhau ta? Sao vậy? Không biết nữa. Ủa khác không? Thấy gì ủa sao khác? Đu đủ này nó kỳ á? Đu đủ này đu đủ giả gì trời? Nhìn giống như đu đủ giả thiệt luôn. À nước sốt này không có khác. Review mukbang. Đây là lần đầu tiên mình được ăn món này luôn nha mọi người. Tại vì nghe món này hot ở trên Sài Gòn. Thì mình cũng chưa lên Sài Gòn mình ăn cái gì chả lần nào nữa mình cũng chưa biết luôn. Cái này là bò đen á hả? Đúng rồi, khô bò đen. Khô bò đen đó hả? Đúng. Nhìn thấy ớn vậy. Sao vậy? Đen hả? Cái này thì lì vậy. Trời ơi trời, nó đen kìa. Cái này là gì đây? Mỡ hành hả? Không biết nữa, bánh gì á. Đây, khô bò đen. Không có nguồn gốc. Nhưng mà một phần là 40 ngàn á mọi người, là có một bịch đu đủ với một bịch khô bò với một bịch đậu phộng với cái đó đó mọi người. Một bịch đó, một phần là 40 ngàn là nhiêu đó đó hả? Ờ. Này là hai phần đó hả? Đúng rồi. Cái này đũa. Tại vì cái này là em order từ Sài Gòn. Em có bao tay mà. Ừ. Em order từ Sài Gòn á là người ta đặt kiểu như là người ta sẽ gom đơn rồi người ta lên chỉnh ta mua hay gì á. Hay là gửi xe gì cũng không biết. Đây mọi người, thì cái mâm của nó cái hai phần của nó thì nó được như đây nè mọi người. Bây giờ mình sẽ chế nước sốt lên. Bò này không cần phải xé đâu phải không? Đây, miếng bò đen nè mọi người. Ê, anh chọn lên thử một bịch coi nó ấy không? Nghe mùi thơm đó. Nó khá là nồng nặc mùi ngũ vị hương luôn mọi người. Em nghĩ là người ta cho hai bịch nước sốt thì mình nên để hai bịch đúng không? Đúng. Chọn mùa hồi mình mới nhận ra mọi người là cái phần này nè, với lại đậu phộng là phải để vô sau nha, để trộn vậy nó mềm rồi nè mọi người. Đúng là không có kinh nghiệm ăn, lần đầu tiên được ăn luôn á. Em đổ nước chấm ra đi. Đây thì đây là cái chén nước chấm mà cái chỗ bán nó cũng có cho mình luôn. Ê, đừng chứ tưới nước rồi nữa nó mềm hết rồi sao. Rồi, để qua đây đi. Nếu có lại thì tới em rồi. Đây thì cái phần gỏi bò đã trộn xong rồi mọi người. Gỏi khô bò đen. Gỏi khô bò đen, gỏi đu đủ, gỏi bò đu đủ, gỏi đu đủ bò đen. Gỏi đu đủ bò khô đen, khô bò đen. Anh cùng ơi anh nói gì vậy á? Thì nói chung là cái này là gỏi đu đủ trộn với lại khô bò đen mọi người, còn đúng. Cái này là cái gì mình không biết. Đâu, hình như là bánh. Mình sẽ ăn thử một miếng nha mọi đúng người. Đúng rồi, ăn thử cái miếng bò đen này đi mọi người. Khoan, trước khi ăn, anh sẽ ăn thử cái này trước. Cái gì vậy? Chân gà. Chân gà, à chân gà bịch hả? Em dám ăn không? Không. Em không biết ăn nè. Không, ăn mùi nó mấy cái chân gà này, cái mùi nó khó chịu sao đâu á. Đâu để anh ăn thử coi. Chân gà này là chân gà rút xương nha mọi người. Ăn nó như rau câu vậy á. Nè, nó cũng giống như rau câu thiệt nha. Nó núng nính nha mọi người. Cái phần lớp bên ngoài nữa mình không biết làm bằng gì mà nó núng nính nha mọi người. Chấm với lại cái gọi. Đây,
Đây mình chấm vô. Nhé ăn cái đây mình ăn gỏi bò nha mọi người. Mời tất cả mọi người nha, để anh ăn này trước đi rồi hồi review gỏi bò sao. Cho anh ăn, anh bắt em ngồi nhìn anh. Em nên thử đi. Một miếng thôi. Hằng không ăn được cái phần bên ngoài của nó. Chân dài Hằng biết ăn. Phần bên ngoài đó là nó làm bằng cái gì á, thảo mộc gì á. Hay ăn không được cái mùi đó. Được không ăn? Không ngon. Ăn thì được nhưng mà không hít. Nó cũng tạm được thôi. Tưởng gì hay ho lắm. Ăn lấy chút nước rồi. Rồi bây giờ mời tất cả mọi người cùng ăn với hai đứa mình nha mọi người. Ê nói chuyện đừng hạ giọng được không? Sao vậy? Nhìn nghe giống già ghê quá à. Tắt đèn rồi nó hạ giọng. Bây giờ mời tất cả mọi người cùng ăn với hai đứa mình nha mọi người. Ok. Đây mình sẽ gắp một miếng khô bò, một miếng đu đủ. Thì quên xin lỗi. Thì cái khô bò này mình chưa ăn bao giờ nha mọi người. Đây là lần đầu tiên mình thử luôn á. Ê, chấm vô. Rồi mời tất cả mọi người nha. Nó ngọt. Ngọt quá. Nó mềm luôn. Phần khô bò nó mềm, nó ngọt. Nhưng mà em ăn em thấy khô bò không có ngon luôn á. Nó không có độ dai gì luôn á. Nó cũng không có mùi bò luôn. Nó hơi mùi gia vị không à? Mình sẽ ăn thử một miếng xong thử nha mọi người. Ủa lạ ta? Ăn miếng bò không mọi người? Giống như câu câu vậy á. Không, nó vẫn giống như khô bò nhưng mà nó quá mềm. Chắc là mình trộn nước nó ướt quá. Không phải đâu. Nhưng mà nó không có mùi vị giống như khô bò mình ăn. Khô bò miếng không mọi người? Cái vị nó bị nhạt quá mọi người. Không có ấn tượng gì luôn á. Nghe review trên mạng là ngon lắm. Gì nổi tiếng. Chỗ này bán gì nổi tiếng ở Sài Gòn. Xong rồi mình đặt gì thử. Mua hàng order. Đúng rồi, hàng order. Mọi người nha, kẹp chung với miếng bánh này nó giòn lắm mọi người. Trời chết cha, chấm hơi lớn ra. Mà mọi người nha. Nhà bù lại cái phần đu đủ này với lại nước sốt nó ngon. Em kẹp chung với cái này nè. Ăn đỡ ngán lắm á. Không, nếu như nó món này ăn thì nó cũng tạm được. Đối với những người mà không có sợ ngọt. Mình với Hằng thì ít có ăn ngọt mọi người, cho nên là cái phần bò nó ngọt quá thì ăn vô nó hơi kỳ. Theo như anh chấm món này được mấy điểm? 7 điểm thôi. Mình trong đầu mình cứ nghĩ là ôi cái món này nổi tiếng ở Sài Gòn, hot ở Sài Gòn. Trời, trong đầu cứ nghĩ là nó sẽ rất là đặc biệt, hoặc nó có một cái hương vị gì đó mà khiến mình không thể nào quên được. Nhưng mà mình ăn vô mình cảm thấy mình nó thường quá đúng không? Ừ. Ăn vô thấy nó bình thường đúng không? Nó không đặc sắc đúng không? Ừ. Thậm chí mình ăn khô bò không luôn mình cũng không thấy nó đặc sắc gì luôn mọi người. Nhưng mà thật sự là nó không ngon luôn á. Đối với mình là nó không ngon tại vì nhã khá là dễ ăn. Còn đối với mình là nếu mà để mua lại ăn một lần nữa là chắc mình không mua mọi người. Dở quá à. Nhưng mà ăn cho biết, để mai mốt coi có ai có hỏi là ăn đồ Sài Gòn chưa, nói là ăn rồi. Ăn cái gì gỏi bò đen gì đó. Ăn rồi. Trải nghiệm mọi người. Trải nghiệm. Nếu mình cũng được à. Cái bánh này nó giống giống kiểu như bánh phồng tôm á anh. Đúng rồi. Cái bánh này là tinh bột mà. Hồi nãy nó đừng ăn tinh bột mà ăn bánh này ngon quá. Giờ không ăn bánh này là ngán. Nếu mà không nhai bánh này ngán không? Em kẹp á, em phải ăn chung bò,
rồi đu đủ với bánh này à. Ừ, nó mà em mới cảm giác được nó ngon chứ ăn cái gì không nó cũng ngon, nhưng mà em cảm thấy nó không ngon. Ừ, với em mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau mà. Đúng rồi, bởi vì hôm qua mình làm nước luôn ngon quá trời mà nhẽ thôi à, thôi với à, đứng ba nói chơi rồi. Nói hôm qua ba chưa chửi em là mai vậy đó, hồi đó mà em làm nước ngon. Em có làm gì không? Bà giờ em có nói với ba là em giỡn chưa? Có nói không? Có, em nói ba rồi. Ba nói ừ, không sao hết á. Ba tưởng là con bị bệnh hay gì mà con liêm kỳ vậy. Chứ em bị khùng. Ăn khùng á. Mọi người có ai ăn cái món nào ở Sài Gòn hay là ăn tận nơi á? Đúng rồi, ăn tận nơi mọi người. Cho mình xin một cái ý kiến mà. Cho em muốn đi hỏi anh ơi. Đây đây, để em vô cái chỗ đó coi chỗ người ta mua là ở đâu. Tại vì mình mua ở trên, ủa, ở Sa Đéc nè mọi người. Người Sa Đéc. Đúng rồi. Xong người ta sẽ kiểu như là gom đơn á mọi người. Rồi xong là người ta order về cho mình. Chứ mình không có biết, tại vì em thấy đăng trên đây đẹp lắm mà kiểu như nè nè, thấy không, này là hình ảnh nè mọi người, thì hình ảnh này cũng giống đó, nhưng mà kiểu như nhìn hấp dẫn á, cũng giống mà. Ừ, ở cái nước này người ta chan lên luôn á. Ủa nè gì hả, thì mình chấm cũng được mà phải không ta? Đúng rồi. À, cũng vậy thôi hả, em sợ hồi nãy em sợ chan lên nó bị mặn á. Đúng rồi, nước này chan lên mặn mặn á. Nè. Nhưng mà ngán quá. Đúng rồi mọi người. À, ăn nó bị ngán. Nó bị ngọt á, nó nghiêng về vị ngọt quá. Mình với Nhã thì hai người đều không thích ăn ngọt mọi người. Mình nhiều khi mình uống mấy cái nước mà có vị ngọt tự nhiên kiểu như nước ép đó. Ừ. Là mình không có để đường luôn. Để đường khó uống lắm. Ghét ngọt đường. Đúng rồi. Mọi người có giống mình không? Mình ăn ngọt xong mình bị mất ói. Em ăn cái gì mà ngọt quá là đồ ăn ngọt á, đồ ăn cơm á ngọt á thì bị mất ói nha. Còn kiểu như bánh ngọt á thì có thể ăn được, nhưng mà cũng ngọt với mức độ vừa. Còn đợt em có ăn cái món gì, mình có đi kiểu như đi chơi mọi người, xong rồi có ghé cái quán đó ăn cái món cơm công phần á, mà cái ăn kho với... Không, em nhớ là em cá nhớ kho cái tổ á, nó ngọt á. Mình ăn được đúng gấp đúng một miếng đầu tiên là mình cảm thấy mắc ói rồi đó mọi người. Mình không biết tại sao mình ăn ngọt mình lại mắc ói luôn. Người ta thường người ta ăn bị chua bị đắng rồi lại kìa mắc ói, còn em là ăn ngọt em bị mắc ói. Anh nghĩ em cũng không cô đơn đâu, em cũng sẽ có bạn đồng hành mà. Có ai giống mình không mọi người, hay là mình độc lạ Bình Dương nha. Rồi ăn này nha mọi người, này còn đỡ hơn nãy mà. Ừ. Mình thấy ở trên TikTok dạo này mọi người có cái con gì con nuốt mọi người, con gì xanh 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 nữa mọi người, thì mình cũng đang đặt về mình ăn thử, nhưng mà mình mong nó sẽ ok hơn món này nha. Thì đợi khi nào mà hàng về thì hai đứa mình sẽ ăn thử nha mọi người. Tại hôm bữa thấy cái chị kia chị ăn á, nó giòn lắm anh, nó nhỏ vậy nè, xong rồi chị đó chấm với mắm ruốc của Huế. Mắm ruốc hả? Ờ, mắm ruốc của ngoài Huế. Xong rồi kẹp xoài chua đồ á, cắn vô giòn sừng sực luôn á. Nhưng mà nhiều người ta nói nhìn nó giống một sứa biển á mọi người. Tại vì lúc mình thấy chị đó ăn là con nó màu xanh, cái nó viral á. Mà sao em thấy người ta order toàn màu trắng về không à? Kỳ vậy? Đặt màu xanh nhưng mà về giao tới là màu trắng. Sao kỳ vậy? Ờ, em không biết nữa. Có khi nào người ta giao lộn sứa không? Cùng á. Bữa nào giao lộn sứa gì thì ăn chết luôn. À, không lẽ sứa ăn được bình thường mà. Ờ. Quan trọng là sứa đó, sứa gì nữa. Chắc không sao đâu. Không, hồi bữa cái clip mà chiến bạch tuộc á, mọi người nói là cái đó mà mình bổ ra mình chiên á, ăn cũng ngon lắm á. Bổ ra hả? Ờ, xong rồi cắt nó ra cho nó xì ra chiên mọi người. Thì cái đó là lần đầu hai đứa mình ăn thiệt. Cũng thấy nó cũng kiểu cũng được mọi người. Nhưng mà kiểu nó kiểu sợ mọi người, tại vì đó giờ chưa thấy ai ăn nhiều. Mà cái món này thì mới thấy chị này chỉ bán lần đầu tiên ở Sa Đéc nữa. Cái ăn cứ trong cái tư thế là phà phòng lo sợ không biết nó có bị gì không, với lại khuya nữa. Trời ơi, một tô trứng chà bá luôn mọi người.
ăn mà cứ sợ sợ tối nay hai đứa ngủ không được không? Nãy giờ em nói không mà anh im vậy? Anh đang nhai á, tập trung cho em nói. Cay đó. Đó mặt hết rồi kìa. Cay á. Ăn chấm này ngon hơn nè. Muối này là muối của Hằng tự làm nè. Nặng miếng hạnh vô, đâm miếng ớt vô nữa. Cay. Muối tôm. Muối tôm nhà làm. Hằng làm muối tôm toàn là làm với tôm không à. Tôm thiệt luôn á. Tôm thịt tôm luôn mọi người. Bởi vì nó bị vón cục á, nó có nướng á. Em phải làm luôn vỏ tôm luôn. Ừ, em không làm vỏ, bỏ đầu luôn. Lấy thịt không à? Làm vỏ làm đầu luôn, làm nguyên con luôn á. Em làm nguyên con tôm à. Mà mốt em thử rồi. Làm tôm đừng làm sống. Em nướng hoặc là em làm cho nó khô lại rồi em phải xay ra rồi em mới làm. Em luộc nó là được không ta? Không được. Em phải nướng cho nó khô lại, em luộc nó ướt nhẹp mà. Em nướng mà nướng chế độ cho nó lửa nó nóng mà lửa nóng vừa mà em nướng chế độ lâu á nó sẽ khô sâu bên trong luôn. Bắt đầu em xay ra rồi em làm. Thấy không? Bữa nào em thử rồi. Nó sẽ bớt cái tỷ lệ giống cục lại. Nghĩ là vậy đó nhưng mà chưa làm thử bao giờ. Đoán là vậy đó. Thì bữa giờ nói chung là có nhiều bạn thắc mắc về cái vấn đề của hai đứa mình lắm mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem cái clip mà clip mà kỷ niệm 3 năm của hai đứa mình á. Cũng có nhiều bạn gọi là vô rồi chúc mừng hai đứa mình. Thì hai đứa mình cảm ơn rất là nhiều. Thì mình cũng chúc lại mấy bạn là đang yêu nhau á, có một cái tình yêu thiệt là hạnh phúc, thiệt là lâu dài, nhẫn nhịn được với nhau nha mọi người. Thì có bạn comment nó là thích hai đứa mình quá, chắc chắn sẽ ủng hộ hai đứa mình, nhưng mà có bí quyết gì không để chia sẻ về cái cách mà để yêu nhau của hai đứa mình. Thì mình thì không dám chia sẻ cái bí quyết tại vì mình không có hay hơn ai, với lại hai đứa mình thì không có hay hơn ai hết mọi người, cho nên là không có dám chia sẻ gọi là bí quyết. Nhưng mà cái mà hai đứa mình quan muốn chia sẻ là cái quan điểm cá nhân của hai đứa mình, cái cách mà hai đứa mình bền lâu á mọi người, thì hai đứa mình sẽ chia sẻ. Thì cái này là cái cá nhân của hai đứa mình thôi, chứ không phải là gọi là nó là một cái bài học hay là một cái gọi là gì ta, cái kinh nghiệm gì mà sâu sắc dữ lắm. Nó chỉ là cái quan điểm cá nhân hai đứa mình thôi ha. Thì nếu như mọi người muốn yêu nhau mà muốn lâu dài một chút xíu thì đơn giản thôi, ví dụ có một cái đống lửa thì phải có cái đống nước, có một đống lửa phải có dụng nước, nó dập tắt đống lửa đó. Thì khi nào nước nó dâng lên cao quá thì đống lửa đó phải tắt quá mọi người. Còn đống lửa dâng lên cao quá thì nước cũng phải dập tắt. Nói chung là phải dập tắt ngọn lửa trong cái chuyện tình cảm. Không thể nào để cái ngọn lửa nó bùng lên được. Thì chắc chắn thì sẽ gọi là êm dịu hơn mọi người. Nhưng mà trong cái lúc cãi nhau á, lúc mà hai đứa đang hừng hừng trong người á, không ai chịu là mình sai, ai cũng nghĩ là mình đúng á, lúc đó nên gọi là ngưng lại chút, nên im lặng, ngưng lại một chút để hai đứa tự suy nghĩ về cái chuyện đó, coi nó có thật sự là vậy không, là coi có bỏ qua được không. Nhưng mà mình muốn là gọi là khuyên mọi người là nếu như chuyện gì mà nhỏ quá thôi bỏ qua, còn lớn quá thì mình ngồi nhau lại mình giải quyết. Mình với Hằng á, đó giờ quen nhau á 3 năm rồi, nhưng mà gây lộn rất là nhiều lần, nhưng mà không phải là gây lộn mà là mâu thuẫn rất là nhiều lần, bất đồng quan điểm với hai đứa. Nhưng mà chỉ có 1 hoặc 2 lần là gia đình mình biết thôi, chứ tất cả những lần còn lại là không bao giờ biết. 1-2 lần đó là những lần mà gây cấn nhất đó, những lần là cao trào nhất đó. Còn những lần còn lại là gia đình mình không ai biết là mình gây lộn hết đó mọi người. Tại vì mình với Hằng mà có gây lộn là không phải là không phải là chữ chữ hại sùm là anh này á anh hay à ấy ại anh hay gì, không bao giờ mình có câu phụ huynh. Đúng rồi, không bao giờ mình muốn lôi phụ huynh vô cái chuyện tình cảm của hai đứa. Và mình cũng có một cái quy luật riêng cho cái tình yêu là không bao giờ được chửi hề với nhau. Tại vì cái câu chửi hề mình cảm thấy nó nặng lắm. Mình hai đứa yêu nhau mà tự nhiên chửi ba chửi mẹ nhau thì nó nặng lắm mọi người. Cho nên đụng là tới ba mẹ là ai cũng phải bức xúc hết trong người. Cho nên trời là cái quy luật trong cái chuyện tình yêu của hai đứa mình á là không bao giờ được chửi hề, không bao giờ được kêu mày tao, dù nóng cỡ nào nóng không bao giờ kêu mày tao. Mà 3 năm nay thì vẫn giữ nguyên điều đó, chưa bao giờ hai đứa mắc phải cái sai lầm mà hai đứa đặt ra mọi người. Có mà nóng quá thì là tôi với anh tổng tài cái gì tổng đài ha, đương nhiên quá à. Tôi muốn nói với anh như vậy, nhưng mà mình thấy là mọi người yêu nhau á là bây giờ kiểu như là
Tại vì hồi hồi lúc trước mình, nói chung là trước lúc á mình quen Nhã thì mình cũng có yêu, cũng có tìm hiểu, nhưng mà lúc trước mình không được như bây giờ mọi người, kiểu như là mình biết là mọi người khi mà kiểu như bất đồng quan điểm với nhau á là những người con gái là hay suy nghĩ hay là vẽ vời câu chuyện với mọi người, mình trong đó có mình nha, vẽ vời câu chuyện mà. Nhưng mà mọi người đừng có nghĩ nó tới cái hướng mà tiêu cực nhất. Dạo này là mình cảm giác là mình ô tự nhiên mỗi lần gây lộn tại sao mình phải nghĩ tới những cái điều mà tiêu cực, kiểu như là ô bây giờ mình thấy hai đứa mình không hợp thôi mình chia tay. Không, đừng đừng đừng, mọi người hãy nghĩ tới những cái lúc mà người ấy quan tâm mình nè, rồi kiểu như thương mình, rồi bày tỏ cái cách mà yêu mình để mọi người xung quanh cũng thấy mình nắm cái điểm tốt của nhau thì mình mới đi được dài lâu mọi người. Chứ kiểu như gây lộn cái suy nghĩ tới trời ơi lần trước nè ăn không á có chùi đũa cho mình nè, nói đúng rồi mình nói một lần rồi bây giờ vẫn vậy, Nó khéo à, để chùi chứ. cũng là kiểu như vậy mọi người. Đừng có suy nghĩ tới những cái lỗi cũ, quên nó đi mọi người. Những lúc gây lộn nó đừng suy nghĩ, tốt nhất là mọi người cứ suy nghĩ tới chuyện khác, đừng suy nghĩ tới chuyện gây lộn luôn, như vậy là tốt nhất mọi người thật sự. Chứ kiểu như mình cứ xoáy xoáy nó hoài là nó từ từ nó thành cái lốc xoáy ở dưới đó thiệt luôn, nó cuốn Càng nó xoáy càng sâu. sâu đó. À, Nhưng mà cứ kiếm cái ưu điểm người ta mà nhớ thôi, thì là bắt đầu mọi chuyện nó nhẹ nhàng à. kiểu như Nhã vừa mập vừa đen vừa xấu vừa khó tính á, mấy cái đó mình không bao giờ nhớ mọi người. Mình chỉ nhớ là Nhã tốt với mình, ăn nhiều hơn mình này kia nọ thôi Thôi chứ. là anh vẫn giữ nguyên cái quy luật thứ ba của mình à, không có động tay động chân chứ nãy giờ cũng nắc mắt. Ủa lộn, con mắt em nó nâu rồi đó, con mắt em nó nâu với anh nữa, con mắt của em nó nâu rồi đó anh thiệt á. Cái chuyện thứ ba mà hai đứa mình muốn giữ ở trong cái chuyện tình cảm là không giờ động tay động chân nhau, ví dụ gây lộn bất đồng quan điểm Với tới mức nào lại cũng không được, không được đấm nhau. không được nắm nhau, không được đập đồ, Ừ, không được đấm đập nhau đồ. Những người đập đồ. đập đồ mình sợ lắm thiệt, mình kiểu như mình sợ cái cảm giác mà cái sự nóng giận đó, người ta nóng trong người đó, thì nhiều khi mình nhìn mình không thấy rõ được, nhưng mà một khi người ta đã kiểu như dùng Vũ lực vũ lực hoặc là đập phá đồ đạc mà quậy ở đồ chung á mọi người thì mình cảm giác như mình sợ lắm mọi người. Những người mà đập phá đồ đạc là những người không có kìm được cảm xúc của bản thân của mình, nóng nóng cực kỳ nóng, nhưng mà như vậy nó không tốt mọi người. Khi mà đập phá như vậy thì tiền của đó là của ai, của mình chứ có ai đập thì đi rồi sau sáng tự nhiên cái nhớ lại bể cái đó hư đó bắt buộc phải đi ra chợ mua. Nãy giờ mọi người nghe thì có vẻ như là mọi người suy nghĩ trong đầu trời hai đứa này yêu nó nhau mà quen khó nhau gì á. sao, ủa rồi nó gây lộn sao, thì cách gây lộn hai đứa mình tức là ngồi nói chuyện vậy nè, ví dụ gây lộn hai đứa vẫn nằm chung với nhau, vẫn ngồi chung trong một căn phòng chứ không phải gây lộn rồi bắt đầu đi, vẫn ngồi yên vẫn nói chuyện với nhau, nhưng mà ví dụ chắc chắn nhau mọi người sẽ tra cứu về câu chuyện đó như là luật sư vậy, không có lẽ mà ừ em như vậy không có được, em phải Không vậy đúng. vậy vậy thì thằng sẽ chắc chắn qua lại được, thì bắt đầu quan điểm thì bắt đầu gạch mặt dặn nhau thôi mọi người, dặn thì bắt đầu từ từ lành, mình nó không có gọi là không có muốn yêu cầu mọi người là phải làm theo mình gọi là 100%, không không cần như thế đâu mọi người, thì mọi người cứ suy nghĩ Cái nào làm được cái tốt nào tốt phù hợp với phù mình. hợp với hai 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 đứa hai người trong cái chuyện tình cảm á, thì mọi người cứ làm theo. Ở đây hai đứa mình chỉ khuyên những cái gọi là những cái đó là gọi là tốt đó mọi người, chứ không có gọi là xấu hay là gì đâu, cho nên mọi người nếu như làm theo được thì rất là tốt. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà một khi mà hai đứa đang gây lộn nhau thì tốt nhất nên trong cái lúc gây lộn đó thì nên kiềm chế cảm xúc của mình lại một xíu, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau, chứ đừng kiểu như thôi làm gì làm đi mệt quá không quan tâm tới nữa đâu, kiểu như là không có nói chuyện với nhau mọi người, không có ngồi lại nói chuyện với nhau là không không bao giờ vấn đề để giải quyết được. Kiểu như giờ hai đứa gây lộn phải không, kệ đi anh đi đâu anh đi đi, tôi đâu tôi đi, tôi không quan tâm gì tới anh chứ. Mạnh ai nó đi là rồi luôn đó, mạnh ai nó đi thiệt luôn mọi Ừ, người. đưa nó đi luôn. Hai đứa mình á, mình thì mình có nói nhã hoài à, gây lộn chuyện gì cũng được, nhưng mà mình muốn về nhà mới giải quyết. Về nhà là không phải trước mặt ba ngồi nói chuyện vậy, mà mình sẽ đi lên đây đóng cửa lại, mình với Nhã giải quyết cái mâu thuẫn đó. Ừ nãy anh vậy vậy vậy, em không thích vậy vậy vậy, thì đó hai đứa mình ngồi lại với nhau nói chuyện với nhau thì bắt đầu mới sửa từ từ, mới cảm thấy là ok như vậy là được rồi, kiểu vậy mọi người.
chốt lại cái câu chuyện là như vậy đó mọi người. Thì tại vì có bạn comment hỏi hai đứa mình thì hai đứa mình mới nói nhiều như ngày hôm nay, chứ mỗi bữa mình cũng nói sơ sơ qua mọi người. Thì có bạn comment yêu cầu hai đứa mình nói thì hai đứa mình trả lời. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đồng hành cùng hai đứa mình, gọi là yêu mến, thương hai đứa mình, rồi đăng ký kênh, rồi comment, like được nhiều lắm. 65.000 trái tim đang đăng ký cho 65.000 người đăng ký. Rất là nhiều luôn mọi người, con số rất là cao. Thật luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Thì giờ này cũng khuya rồi, chắc mình với Hân kết thúc video lại để hai đứa còn đi ngủ đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của hai đứa mình nha mọi người. Nếu mọi người thấy cái video này hay, cái chuyện này nó gọi là nó tốt cho mọi người thì mọi người có thể làm theo. Bất cứ điều gì trong 4-5 điều đó thì mọi người thấy điều nào tốt cho chuyện tình cảm của hai người yêu nhau đó thì mọi người làm cho mọi người, chứ mình cũng không có dám gọi là lên đây dạy. Dạy không dám dạy. Cái này không dám dạy mà chia sẻ cho mọi người. Chia sẻ quan điểm cá nhân thôi mọi người. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye.